Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh mở đầu lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương với hội thi gói bánh chưng. Việt Nam không trồng ngô ngọt biến đổi gen. Đồng Nai va chạm với xe container, hai mẹ con tử vong tại chỗ. Gia Lai, đầu ra cho sản phẩm tiêu lốt vẫn còn rất mập mờ. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 4 nhằm ngày 9 tháng 3 âm lịch, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức diễn ra các hoạt động đặc sắc hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Đặc biệt là hội thi gói bánh chưng với hơn 5.000 chiếc bánh được phát miễn phí cho du khách và những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn. 18 đội thi đến từ quận 11 thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện gói 50 chiếc bánh chưng trong khoảng thời gian 6 tiếng đồng hồ. Sau đó các đội sẽ cùng nhau trưng bày mâm bánh và thuyết trình về ý nghĩa của tác phẩm. Mâm bánh của đội xuất sắc nhất sẽ được dâng lên bàn thờ quốc tổ trong lễ giỗ chính. Đặc biệt với 5.000 chiếc bánh chưng tại hội thi, các du khách và em nhỏ thuộc các mái ấm, nhà mở trên địa bàn thành phố khi đến Đầm Sen trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được dùng thử miễn phí. Hội thi là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây cũng là dịp để tuyên truyền giới thiệu rộng rãi những giá trị văn hóa Việt Nam đến người dân trong và ngoài nước. Người xưa người ta có câu uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, dù có đi đâu nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3. Mà tất cả mọi người Việt Nam mình phải nhớ cái ngày này, cầu khấn cho đất nước mình lúc nào cũng bình yên, thành phố mình lúc nào cũng giàu đẹp. Đặc biệt cũng trong ngày 5 tháng 4, các đơn vị cũng đã tổ chức rước lửa thiêng từ đền Hùng quận 9 về Công viên Văn hóa Đầm Sen để cử hành nghi lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương vào ngày 6 tháng 4 nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đang điều trị một bé gái mới 4 tuổi, ngụ tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre trong tình trạng dậy thì sớm. Đây là điều bất thường và đáng báo động. Hiện tượng này có xu hướng ngày càng nhiều. Trẻ dậy thì sớm sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, trong đó là vấn đề các em phải đối mặt với sự thay đổi về tâm sinh lý, có nguy cơ cao bị lạm dụng tình dục. Theo bác sĩ Huỳnh Thoại Loan, trưởng khoa thận nội tiết bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi đang được điều trị tại khoa thận nội. Lúc nhập viện, bệnh nhi có biểu hiện ngực to, có kinh nguyệt. Ngay sau đó, các bác sĩ đã chuẩn đoán và xác định đây là hiện tượng dậy thì sớm không có nguyên nhân. Các bác sĩ đã điều trị cho bệnh nhi bằng cách tiêm thuốc ức chế gây dậy thì sớm. Liệu pháp này được thực hiện cho đến khi trẻ đến tuổi dậy thì ngưng. Tại bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh hiện đang điều trị cho 120 trường hợp tương tự. Đây là điều bất thường và cần được nghiên cứu. Dậy thì sớm khiến trẻ không thích nghi được với các đặc điểm sinh học mới, thiếu tự tin. Trẻ lùn vì nội tiết thiết ra sớm thì đầu xương sẽ đóng lại sớm khi trẻ chưa hết tuổi phát triển chiều cao. Thời gian gần đây, trạm y tế quân dân y huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều trường hợp người dân tự tử bằng lá ngón. Đây là cô gái trẻ người Cơ Tu, Linh Thị Hoa, 25 tuổi ở thôn A Rần 1, chỉ vì một xích mích nhỏ đã tìm đến cái chết từ lá ngón. Rất may, cô gái trẻ đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời và đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Từ đầu năm 2017 đến nay, trạm y tế đã tiếp nhận 4 trường hợp tương tự. Sự việc này sẽ gây ra nhiều hệ lụy đáng buồn cho cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở xuống cấp, phòng ốc chật chội, bàn ghế lại thiếu thốn. Đó là thực trạng của hàng chục trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, đến nay có 52 trường mầm non, 144 trường tiểu học, 100 trường trung học cơ sở và 18 trường trung học phổ thông được công nhận chuẩn quốc gia. Tuy nhiên đã có 134 trường thuộc các bậc học không còn đủ tiêu chuẩn đạt chuẩn do cơ sở hạ tầng xuống cấp. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng các phương án trình Ủy ban nhân dân tỉnh để duy trì các trường đã đạt chuẩn, đồng thời tăng thêm số lượng trường chuẩn trong thời gian tới. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều ngày 5 tháng 4, tại khu vực suối Đắk Nông, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến cho hai em học sinh tử vong và một em đang trong tình trạng nguy kịch. Hai nạn nhân tử vong là em Từ Văn Gia Kiệt và Đinh Quốc Cường, nạn nhân nguy kịch là em Huỳnh Quốc Gia Bảo. Cả ba đều là học sinh lớp 7A trường Trung học cơ sở Trần Phú, thị xã Gia Nghĩa. Trước đó khoảng 12 giờ trưa, sau khi tan học, một nhóm khoảng 10 em học sinh rủ nhau ra suối Đắk Nông tắm. Trong khi nô đùa, một thành viên trong nhóm bị trượt chân té xuống suối, nên cả ba em Kiệt, Cường, Bảo đều nhảy xuống cứu bạn. Tuy nhiên, do nước chảy xiết nên cả ba đã bị nước cuốn. Em học sinh bị trượt chân lại may mắn bám được vào bờ đá nên thoát nạn. Ngay khi tai nạn xảy ra, nhóm trẻ đã hô hoán để gọi người lớn đến cứu. Nhưng phải đến 14 giờ 30 phút, ba học sinh mới được tìm thấy và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, hai em Kiệt và Cường đã tử vong.
Thưa quý vị và các bạn, báo cáo quyết toán dự án BOT giao thông là cơ sở đưa ra thời gian thu phí chính xác, tạo sự công khai, minh bạch thời gian thu phí. Thế nhưng đến nay vẫn còn tình trạng một số dự án giao thông BOT đưa vào khai thác và đã thu phí một thời gian dài nhưng vẫn chưa quyết toán. Trước bức xúc của dư luận thì mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã chốt tiến độ quyết toán các dự án BOT với các nhà đầu tư, ban quản lý dự án đến hết tháng 6 năm nay. Theo các chuyên gia, dù là chậm nhưng đây là biện pháp cần có để răn đe và thúc đẩy các chủ đầu tư hoàn tất thủ tục quyết toán công trình. Dự án BOT quốc lộ 1 đoạn Bắc Bình Định đã hoàn thành, được đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2015 và chính thức thu phí. Nhưng hiện dự án này còn rất nhiều tồn tại, đặc biệt là hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp. Theo Bộ Giao thông Vận tải, có nhiều lý do mà dự án này cũng như một số dự án giao thông BOT chậm quyết toán. Theo chuyên gia kinh tế, việc chậm quyết toán là một thực tế gây ra nhiều hệ lụy, mà trong đó nguyên nhân tài chính của nhà đầu tư, năng lực quản lý nhà nước còn hạn chế. Theo thông tư 49 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực từ tháng 2 năm 2017 nêu rõ, nếu nhà đầu tư nào quyết toán chậm từ 10 đến 30 ngày sẽ bị trừ thời gian từ 1 tới 2 ngày. Còn đối với trường hợp chậm từ ngày 31 trở đi, cứ 5 ngày nộp chậm thì bị trừ 1 ngày. Như vậy, chốt thời gian quyết toán cho các dự án BOT chậm nhất đến hết quý 2 năm 2017. Tới đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng thể chế hóa các văn bản quy phạm pháp luật để đưa chế tài xử phạt vào trong các hợp đồng đầu tư để nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia dự án. Thưa quý vị, hiện nay do có tin đồn ngô ngọt bày bán trên thị trường là ngô biến đổi gen và có nguy cơ gây ung thư, khiến cho giá ngô ngọt giảm mạnh từ 15.000 đồng một kg xuống chỉ còn chưa đến 10.000. Trước tin đồn này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức khẳng định Việt Nam không trồng ngô ngọt biến đổi gen. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Việt Nam đang có khoảng 50 giống ngô các loại, trong đó có 16 giống ngô biến đổi gen đã được công nhận. Tất cả ngô biến đổi gen đều là ngô vàng dùng làm thức ăn chăn nuôi. Hiện diện tích ngô biến đổi gen hiện mới chiếm khoảng 8% tổng diện tích ngô trồng trên cả nước. Trong khi đó, ngô ngọt được trồng khá phổ biến tại khu vực đất bãi của Hà Nội như Đan Phượng, Thanh Trì, Gia Lâm. Song toàn bộ đều không phải là sản phẩm biến đổi gen. Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, không chỉ riêng ngô ngọt mà hàng loạt các sản phẩm lạ mắt như ổi tím, nhãn tím, cà chua đen cũng bị gắn mác biến đổi gen. Những tin đồn, thông tin thiếu xác thực về sản phẩm biến đổi gen đang khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang, thậm chí quay lưng với nhiều nông sản như cà chua đen, ổi tím, su hào tím chỉ là sản phẩm của công nghệ lai tạo giống, chọn lọc những đặc tính ưu việt để kích thích giác quan của người tiêu dùng. Do vậy, người dân hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho các hộ dân sống trên ven bên vách núi khi ngọn núi bị cắt đôi để mở tuyến đường du lịch vòng quanh núi Chuột, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã vừa khẩn trương di dời một số hộ dân đến nơi ở mới. Những ngày vừa qua, các hộ dân sống trên vách núi Chuột đã được thành phố Nha Trang di dời đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Trước mắt, 12 hộ sống sát mép vực thuộc tổ 3 khóm Trường Hải, phường Vĩnh Trường đã được di dời đến khu tái định cư Hòn Rớ nằm tại xã Phước Động, Nha Trang. Hiện trên khu vực vách núi này còn trên 20 hộ dân sinh sống với những căn nhà tạm bợ treo leo bên bờ vực. Trong đó có nhiều người già và trẻ em, các hộ dân này cũng đang rất mong sớm được di dời trước mùa mưa bão năm nay. Gần nhà tôi là đi hết, còn chỉ là cái năm số hộ ở trong nhà tôi thôi. Bây giờ tôi yêu cầu sao mà đi sớm chừng nào là tốt chừng nấy. Chứ còn bây giờ là những nhà khít bên cách đâu có 5 tấc với 1 thước mà đi hết. Còn nhà tôi ở trên núi mà vợ chồng già không có đi được. Rất mong ngành chức năng thành phố Nha Trang sớm có kế hoạch để khẩn trương di dời tiếp các hộ dân còn lại trên vách núi Chuột trước mùa mưa bão năm nay. Thưa quý vị, những tháng gần đây, ở Buôn Rù, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra tình trạng giếng nước sinh hoạt của nhiều hộ dân bị nhiễm xăng dầu, không thể sử dụng được và có nguy cơ lây lan ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn. Từ tháng 7 năm 2016, người dân ở Buôn Rù, xã Ea Tu, rất lo lắng vì một số giếng nước sinh hoạt ở đây tự dưng bị nhiễm xăng dầu. Ban đầu có gần 10 giếng của 10 hộ dân, nhưng đến nay đã có 21 giếng bị nhiễm xăng dầu. Đây là những hình ảnh người dân vừa múc nước từ giếng của gia đình ông Trần Văn Quế lên. Ai cũng thấy váng xăng dầu đổi một lớp dầu trên mặt xô nước. Khi người dân đem ra đốt thì lửa nhanh chóng bùng phát như thế này. Sau khi một số cơ quan báo đài đưa tin, vào tháng 2 năm 2017, đã có đoàn của một số cơ quan đơn vị chức năng đến xem xét lấy mẫu nước của dân về kiểm tra. Nhưng đến nay vẫn chưa có cơ quan nào kết luận về nguyên nhân gì. Người dân chúng tôi rất bức xúc, về không có nước sinh hoạt. Nước non là không có, bây giờ phải xin nước, ngày nào mới đi xin nước để ăn. Thì cái này thì đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại. Theo phản ánh của người dân ở Buôn Chù, thì những hộ dân có nước giếng bị nhiễm này đều nằm ở gần một cây xăng dầu.
Nước giếng bị ô nhiễm nặng nên mấy tháng nay nhiều hộ dân ở đây không dám bơm tưới cây, còn nước sinh hoạt thì phải đi xin về dùng. Mong rằng các cơ quan chức năng khẩn trương đến kiểm tra, xác định rõ quy dân xăng dầu bị rò rỉ từ đâu để có biện pháp xử lý. Vừa được công nhận là xã nông thôn mới, thế nhưng tiêu chí vệ sinh môi trường lại bị ô nhiễm trầm trọng do ý thức người dân còn hạn chế và việc thu gom rác thải còn nhiều bất cập. Đó là hiện tượng đang xảy ra tại xã nông thôn mới Cà Ná, huyện Thuận Nam. Đây là bãi rác tự phát nằm sát cổng chào của xã Cà Ná. Mặc dù địa phương đã nhiều lần thu gom nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây chưa được khắc phục. Tại các luồng lạch bờ kè gần khu dân cư ở xã Cà Ná đều là nơi chứa rác. Rác tích tụ ngâm trong nước lâu ngày làm cho môi trường ở đây ô nhiễm nghiêm trọng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Để khắc phục tình trạng này, ngoài việc bố trí các điểm tập kết rác, xã Cà Ná còn phối hợp với công ty Nam Thành tổ chức thu gom rác thải, nhưng vẫn chưa có hiệu quả bởi chưa có sự chung tay bảo vệ môi trường của người dân. Đối với địa bàn xã Cà Ná thì có những cái con hẻm nhỏ rất là nhiều, cho nên là cái việc mà thu gom trong cái ngõ hẻm rất là khó khăn. Hướng đến thì ủy ban nhân xã cũng sẽ tiếp tục làm cái công tác tuyên truyền thêm cho người dân biết cái việc mà thu gom rác thải. Trước thực trạng trên, ngành chức năng đã sớm tổ chức tốt các địa điểm thu gom rác thải tại khu dân cư, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tiếp theo là các thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, tại xã Ea Dớt, huyện Đức Cơ, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa lưu động xét xử 5 bị cáo về tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, tuyên phạt tổng cộng 44 năm tù giam. Theo cáo trạng, đầu năm 2015, các đối tượng phun rô lưu vong liên lạc chỉ đạo 5 bị cáo gồm Dramadec, Vic Bob, Kasokam, Trulan Klee và Đinh Nông hoạt động tuyên truyền, lôi kéo hàng trăm người đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ tham gia hoạt động phun rô Tin Lành Đề Ga trên địa bàn 11 xã, 1 thị trấn thuộc 3 huyện Đức Cơ, Ea Krai và Chư Sê. Chúng phân công nhiệm vụ cho nhiều đối tượng khác thành lập các bộ khu ngầm phun rô cấp làng, cấp xã để hoạt động lôi kéo bà con từ bỏ hoạt động tôn giáo thuần túy để theo phun rô Tin Lành Đề Ga, âm mưu chống phá chính quyền. Đến tháng 9 năm 2016, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng trên. Tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Dramadec 10 năm tù, Biết Bóp và Cơ So Cam mỗi bị cáo 9 năm tù, Trần Kli và Đinh Nông mỗi bị cáo 8 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Sau 2 tháng kiên trì theo dõi, công an thành phố Vinh, Nghệ An đã triệt phá thành công đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho quán bar karaoke trên địa bàn thành phố Vinh, thu giữ 1.400 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy này là Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1982, trú tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Hai đối tượng đàn em của Hải là Phan Huy Phương, sinh năm 1983 và Nguyễn Đức Chuyên, sinh năm 1992, ngụ cùng xã. Để có hàng cung cấp cho các quán bar karaoke trên địa bàn thành phố Vinh, Nguyễn Văn Hải vượt biên sang Lào móc nối với nhiều đối tượng để gom ma túy tổng hợp rồi tập kết tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Mỗi lần giao dịch, Hải không trực tiếp cầm hàng mà chỉ ra giá và thu tiền, còn việc giao hàng cho khách do đàn em đảm nhiệm. Mặc dù thủ đoạn của tội phạm rất tinh vi, nhưng sau 2 tháng kiên trì theo dõi, ngày 1 tháng 4 khi 3 đối tượng mang theo hàng và đang chờ giao dịch, thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật là 1.400 viên ma túy tổng hợp. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 4, lực lượng chức năng Lạng Sơn đã bắt quả tang một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đang vận chuyển 11 kg ma túy gần đường mòn biên giới từ Trung Quốc sang Việt Nam. Khoảng 18 giờ ngày 5 tháng 4, tại khu vực biên giới xã Đào Viên, Tràng Định, Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát Hình sự, Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu Bình Nghi phát hiện Nông Tôn Bảo, 38 tuổi, trú thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, mang theo ba lô vượt biên trái phép vào Việt Nam. Khi kiểm tra hành lý, nhà chức trách phát hiện ba lô của Bảo đựng 11 túi ni lông chứa ma túy đá, tổng trọng lượng 11 kg. Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận vận chuyển số ma túy tổng hợp trên từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Đến 15 giờ chiều ngày 5 tháng 4, vụ tai nạn thương tâm khiến cho hai mẹ con tử vong tại chỗ trên tuyến quốc lộ 51 thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai mới được giải quyết xong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương khẩn trương điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, xe đầu kéo container biển kiểm soát 60C34229 do tài xế Nguyễn Hồng Nhân, 28 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, lưu thông từ Vũng Tàu về Đồng Nai. Khi đến đoạn thuộc xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai, xe đầu kéo rẽ phải vào đường tỉnh 769 thì va chạm mạnh với xe máy biển số 60C168822 do chị Lê Thị Thủy, 43 tuổi, ngụ huyện Long Thành điều khiển, chở theo con trai Nguyễn Thanh Sơn là học sinh lớp 11 đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến cả hai mẹ con tử vong tại chỗ.
Phần cuối của chương trình là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, với mong muốn có nguồn thu nhập cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai đã liều mình mua giống tiêu lốt về trồng. Hiện nay nhiều diện tích đã bắt đầu cho ra trái, song đầu ra cho sản phẩm tiêu lốt này vẫn còn mập mờ. Chính vì thế bà con không nên chạy theo phong trào để tránh trường hợp là tiêu đầy vườn mà không có người đến mua. Qua tìm hiểu trên mạng, gia đình của ông Bùi Công Hoài ở xã Iapa, huyện Chư Sê đã mua giống tiêu lốt ở tỉnh Bình Phước về trồng. Sau 9 tháng chăm sóc, đến nay diện tích tiêu lốt này đã bắt đầu cho thu hoạch, nhưng ông Hoài vẫn còn khá mơ hồ về đầu ra của sản phẩm. Theo hứa hẹn của nhà cung cấp cây giống, sẽ mua sản phẩm của gia đình ông với giá 140.000 đồng 1 kg, cao hơn tiêu đen 40-50.000 đồng. Nhưng thực hư thế nào thì vẫn chưa biết. Đầu ra mập mà, nhưng người ta bên kia người ta thấy cứ động viên nhiệt tình, rồi người ta bảo là cứ yên tâm, bao nhiêu cũng mua hết. Nếu mà không có hiệu quả, không làm được thì mình lại quay lại tiêu đen, mình sẽ trồng tiếp. Hiện tại ở Chư Sê, Hợp tác xã Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp Tiêu Chư Sê cũng đã đầu tư trồng thử nghiệm giống tiêu lốt với 8.000 trụ. Tuy đơn vị này đã ký được hợp đồng với doanh nghiệp thu mua ở thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên số lượng tiêu thụ cũng rất hạn chế, thị trường cũng không được rộng rãi nên đơn vị chỉ bao tiêu được sản phẩm cho xã viên, còn những hộ dân trồng tự phát thì vẫn phải tự bơi. Hiện tại bây giờ cũng có một số công ty đang ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với chúng tôi, nhưng mà cái sản lượng còn hạn chế, khoảng chừng cỡ 50 tấn tiêu khô trên một năm. Cái thị trường thì hiện tại thì chưa có nhiều, cho nên chúng tôi cũng chưa có dự định mở rộng. Theo các chuyên gia nông nghiệp ở Tây Nguyên, các loại giống mới, giống chưa được công nhận, cần phải có thời gian nghiên cứu, khảo nghiệm để đánh giá. Khi chưa có đầy đủ thông tin thì bà con nông dân không nên vội vàng mở rộng diện tích trồng tiêu lốt để tránh bị thiệt hại. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Nhiều trường đại học phía Nam giảm hàng trăm chỉ tiêu trước thềm tuyển sinh. Khánh Hòa, hàng trăm hộ dân kêu cứu vì mỏ đá đổ đất lên đường dân sinh. Hà Nội, bắt ổ nhóm trộm cắp tại hơn 30 quốc gia. Cảnh báo tình trạng gia tăng bệnh nhân nhồi máu cơ tim ngày càng trẻ hóa.